Mày phá nhà rồi à? Mày làm gì đấy? Cái này dạp chưa mày hả? Dạp rồi. Dạp rồi à? Cái này khô chưa? Xem nào. Này khô rồi. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục đi xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ. Mạnh thì đi đâu rồi ông? Đây cháu chào ông nhé. Đeo cho ông một cái mic. Ông gửi một lời chào tới các bác không? Chào các em các chị nha. Hôm nay nhà ông cấy không? Nó chỉ cấy nhiều mà mai mới cấy. Nhiều mà à? Ừ. Thế là hôm nay là cháu lại nhìn thấy là có người ra hộ à? Vâng. Cái ông chú nó cấy không đủ ngày, nó giúp một tí thôi. À thế là nhà chú cấy là nhà chú là hết rồi, thành ra là vâng, cho người về hộ nhà mình nhổ mạ không? Vâng, nó còn sớm thì nó hủ một tí. Vâng, thế là ngày mai là ông cấy à? Vâng, mai ông cấy. Thế ruộng này là ông tự cấy hay là ông thuê đấy? Có thuê mấy cây cây làm đấy. Thuê mấy cây á? Thuê vâng. Ở đây thuê mất bao tiền không? 700 đấy. 700 á? 700 là từ trên này xuống à? Vâng. 700 chưa có tiền cho nó đâu. À thế là vấn nợ thôi à? Vấn nợ, nói thế. À, thế là bao giờ ông đi làm thì mới giả sâu à? Vâng. Mạnh thì là vừa rồi cháu Lực đi xuống đấy các bác ạ. Thì ở đây là trong thóc này không cho chó đúng nghịch. Và đồng thời thì cũng ở đây là xếp gạch này. Xếp gạch để mà làm cái nhà ấy. Đây như bây giờ có người ra hộ ấy, thì là tối nay ông có phải nấu cơm không? Hay là đi ra nhà chú bên kia ăn? Nhà chú kia ăn thôi. Ông cấy mới làm. Nó cũng là cùng cái bọn này nó hủ cấy mà mai đi nhà. Ngày mai nhà ông cấy thì có người ra hộ không? Nó có mấy người nữa. Có mấy người à? Đây thì có hàng xóm thì có mấy người là cũng ra giúp đỡ là hai ông cháu. Thì sau này là ông vẫn phải đi giả công của bác ạ. Lấy được hai ba cung. Ông lấy được hai ba cung rồi à? Chỗ nào là ông đi lấy công thì ông đi lấy cung, còn đi lấy công, còn là chỗ nào mà ông đi làm thuê thì ông vẫn đi làm thuê các bác, nhưng mà ở đây thì là ông đi làm thuê là nhiều hơn. Thế là hôm qua là ông thuê người ra cày thì cày mất mấy hôm không? Làm một buổi thôi mà. Làm một buổi á? Vâng. Ủa, làm một buổi là hết rồi à? Hết rồi. À. Bữa hai lần là một thử. À, thế là bây giờ là chỉ cấy luôn rồi không? Cấy luôn thôi. Vâng. À. Đấy, có thể là thưa các bác ạ, sau khi mà ông cấy xong thì cháu Lực sẽ không có đợi gọi là nó nắng hoàn toàn nữa, mà cũng không đợi được là nó nắng 3 ngày liên tiếp cả. Ở đây thì vào cái thời điểm này là ban ngày thì là trời có lúc là trời mưa, nhưng mà nắng là chủ yếu, còn đêm thì lúc nào cũng mưa. Ở thế là hôm nay là nhà anh cấy à? Hôm nay không phải là nhà anh cấy bác? Phải rồi. À, là vẫn là nhà chú phải không? Đây anh... là ông cháu. À. Cháu. Em của bác Nghị, bác à, vâng. Bác Quyết đi. À, anh của nhà bác Quyết à? Ừ, em. Vâng. Ông chú đó. Như này là bây giờ đi sắt được chưa ông, hay là còn phải phơi nữa? Ui, cái này gần một ngày nữa chứ. Phơi ngày nữa à? Ừ. Vụ này thì năm nay nhà ông được bao nhiêu bao thóc với ông? Chú này đi. Tất là mình, trên này hết à? 12 bao nữa mới. 11, 12 bao á? Đúng. Ồ, năm nay thì có vẻ là năng suất hơn không nhỉ? Ừ. Thế là vừa rồi là anh cũng nhổ mạ dưới kia à? Nhà anh cấy hết chưa anh? Nhà anh vẫn chưa cấy à? À là hôm nay là cái nhà bác này không? Phải đâu, đây là bác. Ông cả. Đây là bác cả nhà anh á, nhà ông á. Vâng. Bác cả con ông út của bác cả. À. Khác bố. À. Cùng họ. À khác bố là cùng họ đúng không? À. Đây chú cả. Vâng. Ông út. Vâng. Ông về
con út ông cả. Vâng, là họ hàng với nhau đúng không? Ông năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ông? 63 rồi à? Thường thường là ở trên vùng cao này hầu như là đa số là đều là già trước tuổi hết cô bác ạ. Mạ nhà ông thì liệu là năm nay có đủ không ông? Đó. Mạ nhà ông thì liệu năm nay có đủ không? Không biết rồi, chắc không đủ đâu. Không đủ á? Không đủ thì mấy nữa là định nhà nào cấy thì thiếu thì đi xin về thôi ạ. Vâng. Nhà nào thừa thì xin về thôi đúng không? Thế là đúng rồi. Ừ. Cấy thừa đi xin, nếu mà không thừa không có thì... Vâng. Chắc bỏ khung mà, cấy xấu à. Cái sâu rồi. Vâng. Nay đến buổi tối thì ông lại dùng bạt che lại ông nhé. Vâng. Để tránh là nó không bị mưa to, nó không bị trôi đi ấy. Thôn này chắc thời gian này chắc là chưa ông kế hành để mà sửa đường nữa ông nhỉ? Chưa, cái này phải từng tháng 7 đi nó mới làm. Mùa này thì là dưới mùng 2 tháng 9 mà. Vâng. Mùa này thì là bà con người ta cũng nhà nào, gia đình nào cũng cấy cũng gặt đấy cô bác. Thành ra là bây giờ đường khá hỏng hóc là người ta cũng không có thời gian để mà đi sửa đâu. Anh là bây giờ đi về nhà anh. Thế cái mạ này là ông xin về không? Hả? Mà này ông xin về à? Không. Ở chú út còn trên dùng mà nó chưa có. À, dùng mà chưa có à? Mai nó mới cây với vâng. Cấy được rồi. Vâng. Thế là Mạnh cũng đang ở dưới kia không? Vâng, mình ở dưới kia. Là đi à, tôi nhìn thấy Mạnh rồi, tôi thử đi xuống dưới xem là hôm nay là có bao nhiêu người quá. Ở đây thì là hôm nay là không phải là ngày nhà ông cấy đâu các bác ạ, là ngày mai thì ông mới cấy đấy. Tuy nhiên thì thấy là chú của ông là em của ông đấy các bác, em của ông là nhà cấy cho nên là hết rồi, thành ra là còn dư thời gian chưa hết ngày đấy, là xuống cái này để mà phụ giúp cho ông. Thấy Mạnh là một cậu bé lon ton chạy đang chạy ở bờ ruộng kia của bác ạ. Cái còn này cái thửa ruộng nhà ông thì ông là thuê mất là 700.000 của bác ạ, thuê bố quyết làm. Tuy nhiên là ông vẫn chưa có giả tiền đâu. Mạnh thì một cái cậu bé mà đang lo nhoi nhoi đi ở bờ ruộng anh kia của bác, chắc là chưa biết là ông thu thóc ấy, là về để mà xem thóc xem là có chó ăn không, chó có bới không ấy. Mạnh đi ra bên này xem là có đông người không. Hôm nay có phải đi ra lấy công ông không đấy chị? Hôm nay chị có phải ra lấy công ông không hay là như nào gì hôm nay? Không phải lấy công đâu em ạ. Là hộ đấy à? Đúng hộ. Là... Không phải lấy công, không phải trả công đâu. Thế vừa rồi ông bảo là hộ nhà chú à? Đúng rồi. À, hộ nhà chú ông à, nhà chú là cấy hết xong là đi xuống đây hộ ông luôn à? Thế ngày mai chị có ra xuống để phụ giúp ông cấy không đấy chị? Hầu như là gia đình của nhà Quyết ấy, cô bạn, gia đình của nhà bé Quyết ấy là chị với lại anh. Đấy là lúc nào nhà ông có công việc gì thì là đều xuống giúp cả. Có một người hàng xóm, một gia đình hàng xóm mà phải nói là rất là nhiệt tình. Đây là hôm nay là có cả con của chị nữa à? Cả hai bạn nhỏ nhỏ này. Cả hai đứa con của chị mà. Vâng. Con mới nhớ đây. Vâng. Văn này đầm na làng ba á? Ừ, nó là đầm na làng ba. Đầm na làng ba nữa, nên đầm nào là ba làng ba? Ba chế mày nhá. Ba tư. Ba chế mình cứ...
Mình bên bay nó, mình bên bay là nó. Này chắc là một tí là nhổ hết đấy chị nhỉ? Bây giờ có mấy giờ rồi em? Giờ có gần 6 giờ rồi chị ạ. Không hết là để ngày mai chắc là nhà ông một ngày chắc hết đấy mà chị nhỉ, nếu mà có ai giúp ấy. Ở dưới này thì là nước suối rất là to các bác ạ. Mùa này thì hầu như là năm nay thì có vẻ như là thấy người lớn nói rằng là năm nay là lượng mưa với lại thiên tai là nhiều hơn các bác. Ở Hà Giang thì đầu vào cái mùa này là bị sạt lở rất là nhiều các bác ạ. Vậy vừa rồi thì ngoài kia là nói chuyện với lại các cô với lại các bà một chút, là hôm nay là gia hộ ông thì gọi là ra không công đây các bác ạ, hôm nay ấy. Đấy, nhà thấy là nhà chú của ông thì cũng là biết rằng là chỉ có hai ông cháu thôi, cho nên là để hàng xóm là ra giúp đỡ. À đây, Mạnh thì đây rồi. Ô Mạnh phá hết nhà rồi à? Hả? Mạnh phá hết nhà rồi à? Mạnh làm gì đấy? Bác củi cho ông à ông? Đấy, bé thôi nhưng mà phụ giúp ông cái nào mà làm được ấy là phụ giúp ông rất là nhiều cô bác ạ. Ô. Này là ông để làm củi đấy chứ ông? Vâng. Vâng. Thế tối nay là ông có đi nhà chú của ông ăn cơm không? Không biết á. Thế Mạnh là một tí có đi nhà ông trẻ ăn cơm không? Đi. Đi á? À đây Mạnh chào con các bà nào. Con chào các ông các bà. Hôm nay Mạnh ở nhà làm gì? Hộ ông làm gì? Khuấy thóc hay làm gì? Củi. Ông lấy củi á? À, ông lấy củi với nhờ. Thế hôm nay có trông thóc không? Trông. Trông á? Này. Nào đừng có nhổ cái này ấy. Sao mày không xếp gạch vào một chỗ đi? Hả? À? Mày thì là một cậu bé rất là đáng yêu của bác ạ. À. Đấy nhưng mà đôi lúc thì hơi ngang. Đấy, vừa rồi thì bảo là bị đau hơi chưa được dán cái này cho. Có đau không? Hết đau chưa? À lấy ra rồi à? Dại dán đâu? Đây, dại dán vào bụng rồi. Mày không đi nhổ ma à? Không á? Đây, vừa rồi là giúp ông này, có bác giúp ông thu thóc ấy, trong thóc cả ngày. Thế là tối nay là Mạnh không ăn cơm với ông à? Không. Đi nhà ông trẻ ăn cơm à? Không. Tối Mạnh ngủ bên kia à? Thế tối nay để ông ngủ một mình à? Hôm nọ thì chúng cùng cháu Lực ngủ được là 3 hôm đấy cô bác ạ, hôm đó ấy. Sang tháng 8 thì là Mạnh là đi học ở lớp 1 rồi. Thì có thể là Mạnh ở trong trường luôn cô bác. Trong trường thì lúc mà đi tắm rửa đấy là đi ra chọn cháu Lực để mà tắm rửa. Đi đứt tay nha Mạnh nhá. Mạnh thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Sắp được 6 tuổi chưa? Được rồi. Năm nay là không phải là 5 tuổi đấy nhỉ? 6 tuổi rồi nhỉ? À, đi xem ông làm gì đấy, đi. Đi xem ông của Mạnh là đi ở đâu rồi. Rất là tinh nghịch của bác ạ. Quay trở lại mà cái câu chuyện của bác. Ở thời gian này thì mưa rất là nhiều các bác ạ. Năm nay thì đáng lẽ là vào cái thời điểm này là không phải là thời điểm là mùa mưa đâu đấy, nhưng mà tuy nhiên là năm nay là thiên tai nhiều hơn. Hãy đi giúp ông lấy củi đi.
Còn là về cái tả ly đằng sau này các bác nhé, thời gian vừa rồi thì mưa rất là lớn, nó không bị ảnh hưởng là bị sạt cả. Ở mỗi cái chỗ mà ông che bạt kia đấy, có vẻ như là nó là như kiểu là nước nó chảy từ trên kia xuống nữa các bác, thời gian nó bị sạt là một chút, ông cũng đã lấy bạt che rồi. Bác được không đấy hả? Đấy, quần áo này kia thì toàn là ông giặt cho cả thôi cô bác ạ. Tranh bây giờ thì ông đang tranh thủ là về nhà là dọn dẹp và cũng như là lấy một chút. Cái này hôm nọ là bị sạt thế này không? Cái này là hôm nọ là ông chú là làm ruộng bác, thì là nước nó bị đổ xuống. Hôm nào mà trời mưa to quá là hai ông cháu là cũng trốn ra phía bên này để ngủ đấy các bác. Xem áo của Mạnh khô chưa? Cái này giặt chưa Mạnh hả? Giặt rồi. Giặt rồi à? Cái này khô chưa? Xem nào. Này khô rồi. Cái đấy chưa khô mà. Nó khô đâu. Giúp ông là thu quần áo này. Cẩn thận nhá. Khô rồi. Giúp ông thu quần áo này. Đây, cái này khô rồi mày em này. Này, có mỗi cái này khô rồi, chưa khô đâu ông ạ. Này, có mỗi cái này khô rồi. Này. À, chưa khô mấy. Để treo đây. Khô chưa? Đây à? Không khô mà cũng dọn đi rồi. Đấy, quần rơi rồi Mạnh. Mạnh. Quần rơi rồi này. Để ở kia quần rơi rồi. Mỗi ngày là Mạnh một lớn lên rồi, thành ra là sẽ giúp được ông là nhiều hơn. Các bác và các bà thì hiện tại là cũng đã nghỉ rồi, chắc là cũng đi về nhà để mà ăn cơm rồi. Các cô các bác thì bây giờ cũng nghỉ đi sang bên nhà bà trẻ của ông là ăn cơm của bác. Mạnh thì là vừa rồi là cũng chạy ra bên kia để mà bảo là đi ăn cơm rồi. Một tí nữa thì ông sẽ lại đi cùng. Ông đi đón mẹ ông thì chắc cũng ra kia ăn cơm luôn rồi. Hôm nọ là cái viên gạch này của bác này, cái viên gạch là những cái viên mà đổ từ trên ô tô xuống ấy là nó bị vỡ làm đôi, cho nên thành ra là nhặt là để vào đây luôn. Những cái viên mà nó bị vỡ làm đôi thì mấy nữa thì cũng tận dụng lại để mà làm hết thì là đỡ phải chặt. Ban ngày thì rất là nắng nhưng mà đến tối này là chuẩn bị là mây đen lại kéo đến rồi. Mưa vào cái thời điểm này thì là mưa rất là to. Có những ngày là kéo dài là còn là cả ngày luôn. Mạnh thì là vừa rồi đi ra nhà của ông trẻ mất rồi cô bác ạ. Ông thì làm xong công việc xong một tí ông ấy đi hả ông? Vâng. Tí đi thì là đón cả Mạnh về luôn hả ông? Vâng. Chú thì không đón về nói nữa. Vâng. Và những cuộc sống hàng ngày của hai ông cháu là vào cái thời điểm hiện tại cô bác ạ. Cháu Lực chưa đi nào và làm nhà thì có gì thì cháu Lực là ghi hình cho các bác là cùng biết. Cái cây cây này ngứa lắm bác nhỉ? À ông nhỉ, cây này. Ừ, cây bon này. Nó ướt thì ngứa. Cái bon đỏ thì là ngứa loại trắng không nhỉ? Ừ. Đây là dùng để sáng mai là ông mới nấu cám hay là tối nay là nấu cám luôn không? Tối nay nấu rồi. Tối nay nấu luôn à? Ừ. Ông đi chợ tìm dầu. Vâng. Một hai tép cho anh em hồi cái dầu. Vâng. Đây là các cô tranh thủ các cô đang giúp đỡ thì ông lên trên này là ông làm à? Ừ. Quay người ơi.
anh chị biểu ba đi đi. Anh Phong vừa văn vừa ra lệ đi đi. Ủa bà. Ông thì có vẻ như là thái cái này rất là mỏng không nhỉ? Ừ. Cái này thì nếu mà có cái máy cái máy thái đầu lợn thì nó sẽ nhanh hơn đấy, nhưng mà ông thì thấy là ông nuôi hai con đấy ông nhỉ? Ừ, hai con. Hai con này ông nuôi lâu chưa? Lâu rồi. Lợn nhà ông thì là hoàn toàn là nuôi cho ăn rau ăn cỏ đâu các bác, cho nên là lớn rất là chậm. Chứ không phải là nuôi cám, còn nếu mà nuôi cám thì nó mới lớn nhanh. Cám không có gì mua. Cám thì người ta ở trên kia là bán như là một bao là hơn trăm đấy không nhỉ? Ừ, cái 100 cũng có. Thế là thế có một loại là 500.000 một bao, nhưng mà bao đấy là bao to hơn. To cái kiểu kia. Ngày mai nếu mà nhà ông có người ra hội chắc là tầm nửa ngày là hết rồi ông nhỉ? Vâng. Được nhìn thấy là tít ở bên xa xa bên kia, bây giờ mới phát hiện là có bác tít xa xa bên này thì cũng có một cái nhà hầu như gọi là nằm trong dưới một cái quả đồi luôn. Con phải lên được tham quan mà ở. Thế mà cháu phu có đây chứ. Cái khu mà ông đang ở hiện tại này là rất là vắng nhà. Những công việc mà cầm dao thái như này đấy, bé Mạnh quá là ông không có muốn cho bé Mạnh là đụng chạm, ông sợ rằng là chúng vào tay có thể là lúc mà Mạnh được sang thêm độ tầm 2-3 năm nữa là những công việc này Mạnh là có thể là biết làm rồi đấy, là phụ giúp ông được rồi. Đây là tối nay là chuẩn bị nấu trước luôn hả ông? Vâng. Và nếu như là thời gian vừa rồi mà không có trận trận mưa, trận thiên tai này của bác này thì đến thời điểm hiện tại thì có thể là nhà của ông thì cũng đã hoàn thiện về cái phần thô rồi. Và nếu như các bạn có theo dõi được những cái tin tức ở trên vùng cao vào cái thời điểm hiện tại thì là các bác cũng đã biết là thời ta vùng cao hiện tại đang chịu một cái thiên tai rất là lớn. Không thấy cái lọ hậu bổ cái tai ạ, hậu bao nó bổ hốc. Rất là mong các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân về Mạnh Thường Quân là thông cảm cho cháu Lực một chút cô bác nhé. Ông ấy mặc dù là có hai ông cháu ở thôi đấy, nhưng mà ông cũng nó là rất là chăm chỉ của bác ạ, nuôi lợn, nuôi gà, nuôi trâu nữa. Dưới kia thì có được nhìn thấy là có mấy con gà của ông đang ở dưới này này. Gà của nhà ông thì là ở chỗ này thì có bao giờ bị mất lần nào chưa ông? Nó không bị mất đâu. Không bị mất lần nào à? Ừ. Có vẻ như ở đây là vắng quá ông nhỉ? Ừ. Vắng quá thì ra là cũng không ai. Có ít người qua đây. Có chỗ sổ thì có nhà cháu trên này nó xoay đèn xuống. Nó sủa là nhà trên kia là xoay đèn xuống luôn à? Vâng. Ừ. Nào nó không ở thì đấy cũng xoay cho nó. Mình nhau trong. Sẵn mong chứ. Này là một tí ông đi ăn cơm về ông mới nấu luôn chứ ông? Một tí ông đi ăn cơm về ông mới nấu chứ? Vâng, đi tối về. Cho vào nồi luôn à. Này là một tí để cho lợn ăn luôn à ông? Vâng. À bây giờ là ông cho lợn ăn luôn à? Xong ông mới đi à? Ừ, luôn.
À. Đi về chuối thì khó lắm. Đừng. Này gọi là lợn ăn là cũng chỉ để no thôi ông nhỉ? Vâng. Này ấy. Thế rồi. Nuôi như thế thì nó lớn chậm là phải rồi. Hôm nay còn đi xét một bao, không có cám, không có gì. À. Thế là những lúc mà mình đi sắt thóc này là mình lấy cái vỏ của nó là làm cám mà không? Vâng. Trộn ăn cùng đúng không? Ăn cùng. Cái này là nếp gì đấy ông? Nếp gì? Cái này là cái tên của nó này. Ông có biết tên đâu? Không biết mà. À, hay là cứ thế mà trồng thôi. Nếp này thì để mà làm đồ xôi thì rất là thơm của bác ạ, nếp này ấy. Nếp này là ông chọn để luôn cả bông dài dài luôn à? Ừ. Rồi, ăn sạch cơm nhiều ít. Ăn quần chó nữa, ôi. Thế là ông làm một tí cho chó, cho lợn, cho gà hết là ông mới đi ra bên kia à? Ừ. À. Có lợn một tí xem, nhiều. Ông hôm nay không mặc áo trong à, mặc nguyên áo mưa rồi đấy. Hôm nay nóng lắm. Tôi phải nói là khi nào mà có cái công việc gì ấy cô bác ạ, là là khi nào mà đến cái mùa vụ nào cô bác là ông là lao động là vất vả hơn. Cái này là cây gì đâu cái này ấy? Cây thuốc. À, cái này là ông để làm thuốc lào đúng không? Một trong dưới cũng được lấy rồi. Vâng, hết rồi. Vâng. Thế là hái về xong là để mà thái nhỏ không? Vâng, nhỏ. Như thì mua thuốc lau hút nhiều được không? Vâng. Thế là mình tự trồng luôn à ông cái này ấy? Tự trồng thôi. Vâng. Chỗ này như kiểu là chắc phải cần làm cái bậc thang đấy ông nhỉ, chỗ này ấy. Vâng. Nhưng mà đi lại nhiều ấy. Thì cứ làm bậc thang. Ôi dồi, cái này bẩn hết rồi. Hai con lợn này ông cũng mới lâu lắm rồi đấy nhỉ ông nhỉ? Lâu lắm rồi, năm ngoái. Ôi, lợn ông ở trong phân nhiều đấy nhỉ, như này thì tối nó ngủ như nào không? Chuồng tuần đứt hết rồi. Kia làm giếng sâu một tí đấy. Vâng. Trời mưa nó không lại tràn. Ôi ôi, nếu mà lợn mà cứ nuôi như thế thì nhìn trong ấy quá không ạ? Vâng. Lúc nào mà làm nhà xong là phải làm cái chuồng đi không ạ? Vâng. Xem là mấy nữa ngày còn dư đấy là làm cái chuồng nho nhỏ. Con không thích ăn mấy rồi. Ngon. Con kia thì là lớn hơn, con kia thì chắc là đồ đó tầm là 30-40 cân gì đấy. Xe dù đủ. Cái rùa chắc là mạnh là đẩy đúng không ạ? Mạnh nghịch thôi. Cái ngôi nhà này y xì như là cái ngôi nhà mà ngôi nhà cũ của ông của bác ạ, ngôi nhà này ấy. Trước là ông cũng dựng tạm như này để mà ở thôi. Ôi, có vẻ như là trên kia lại mây đen kéo vế nhiều quá cô bác ơi. Màu đen xì luôn.
Nước nguồn bên kia vẫn chảy về đều chứ ông, nước này vẫn chảy. Nếu mà nước không chảy về đều là ông lại lấy nguồn khác không nhá? Vâng. Mùa này chảy đến tháng 10, tháng 11 đi thì ít quá. Đấy, nhưng mà nó có ít nhưng mà nó có nguồn nước là được rồi ông ạ. Vâng. Nếu mà có thì mình cứ có cái này hứng mãi mãi thì được rồi. Có một cái tách này thì là hai ông cháu dùng thì cũng được lâu đấy. Có là sang tầm tháng ông luôn nào ông? Ông ăn lần sau ông phải đun nước sôi ông để nguội đi ông ạ. Ông cũng uống nước chè, họ lấy chè cho vào ấm kì. Đấy, ông cứ sáng này ra là cứ đun ra một xô một ấm nước thôi để nguội đi. Cứ uống nước cái này thì sợ là ốm ấy. Tất cả ván này, những gạch này, cát này thì cũng đã chuẩn bị rồi. Đây, tuy nhiên là bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể dám lấy vật liệu được vào, cô bác ạ. Cho rằng là vật liệu thì chúng tôi đã lấy tập kết lại một chỗ rồi đấy, nhưng mà không dám là lấy về, không dám là trở về đấy. Trở về là có thể là đang trên đường là gặp mưa thì nó bị chết xi. Ông là tối nay là tranh thủ là nóng cắm lợn luôn, ngày mai thì là ông nhà ông là ông cấy rồi. Nhà ông này từ trên thửa này xuống đi xuống dưới. Có thể là tầm độ 4-5 người thì chắc là cũng được là một ngày ấy. Này tí nữa ông đi ăn cơm thì ông mới đun nữa chứ. Vâng. Đi chưa về cũng được. Vâng. Thế là công việc tối nay là ông là xong rồi đúng không? Ôi đợi đúa phải không? Ông cứ đúa về là tí tối nay mưa ấy. Để nó mai nắng cho nó khô một tí đi. Vâng. Ông cháu còn bộ bên kia. À. Sau đấy ông lấy về đây hay là bùa ở kia luôn? Hơi có mưa kể bên kia. Thế sau ông là ông buộc tận kia à? Vâng. Bên này cũng mình biết rồi. Bên này thì nó làm sao có chỗ ngủ được ông này? Không chỗ ngủ đi. Đấy, nó chẳng nghe nó đứng ngủ à? Ở dưới bưới bưới tre kia. Bưới tre kia rồi. Bưới tre mới gọi lấy à. Không mơ thì. Ở thế thì nhìn trong bò lợn thì cũng có tội đấy không? Được. Ồ, nó lòng chi rồi. Ôi, có vẻ như là tối nay mưa đấy cô bác ạ. Mưa đấy. Hầu như là đêm nào là cũng mưa. Vâng. Không có đêm nào là không mưa cả. Đêm nào cũng nhưng mưa. Mà cứ đến ban ngày là tạnh. Và nếu mà thời tiết mà cứ như thế là chúng lực là sẽ cố gắng là căn chỉnh thời gian để mà lúc mà đi mua đấy, thì chúng lực sẽ mua thật nhiều bạt để mà phủ lên trên xe. Xem là ban ngày thì bảo mấy anh em thợ là vận chuyển hết cái phần xì là xuống đây luôn. Cái con cổ ốc như à, con ốc này ông nhập dưới kia lên à? Vâng. Đấy, bây giờ là ông cũng chuẩn bị là đi sang bên kia để mà ăn cơm cũng bác ạ. Ăn cơm và lại nhà là về. Ông trẻ không là tối nay lại đón bé Mạnh để về. Đấy, có lẽ là cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ cái đấy cho các bác. Đây thì là ghi hình cái cuộc sống hàng ngày của hai ông cháu tôi. Cái thời điểm mà cháu Lực chưa đi vào và làm nhà. Thì phải nói là thời gian vừa rồi thì nợ tất cả các bác cô chú anh chị Mạnh Thường Quân là một lời xin lỗi vì cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu quá là chậm chạp rồi. Đây, có lẽ là tôi cũng xin được là kết thúc cái video này thôi các bác ạ, và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Thế ông thì bây giờ là cũng chuẩn bị sang bên kia ăn cơm với chưa ông? Vâng. Thế tối nay là hai ông cháu là về sớm sớm ông nhá, cứ để là tí mưa là hai ông cháu nó không về được ấy. Tí về rồi. Dính mưa lại mai lại ốm đấy. Vâng. Để ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác đây ông. Chào các bác các khỉ.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.